Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món gan xào sa tế mình vừa mới nấu xong. Rất là ngon, rất là thơm. Và trong gan thì nó lại bổ sung rất là nhiều sắt tốt cho cơ thể của chúng ta. Và bây giờ thì các bạn cùng thực hiện với mình cái món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một món ăn mà các bạn có thể nấu thành bữa ăn sáng cũng được, hoặc là làm kèm để mình có thể ăn cùng với cơm ấy. Đó là món gan xào sa tế các bạn nhé. Đây là một cái món ăn rất là ngon và thơm, cực kỳ thơm luôn các bạn. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình gan này, lá lách nếu các bạn muốn ăn nha. Đây là gan, đây là cái phần gan này. Ăn gan nó bổ sung sắt rất là nhiều cho cơ thể của chúng ta. Và các bạn dùng cho mình cái hành khô nha. Và gan sau khi mua về thì các bạn rửa sạch cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ thái ra thành các cái miếng vừa ăn ấy. Và để cho gan nó, khi mà các bạn nấu nó không bị khô, thì các bạn thái những cái miếng nó cỡ từ 0,5 đến 0,7 cm như mình thế này nha. Thì khi mà mình xào xong thì nó không bị khô và ăn nó rất là ngon ấy. Và cái rau thơm các bạn có thể sử dụng hành hoặc là rau răm để mình nấu cùng cái món này các bạn nhé. Món này thì mình sẽ sử dụng rau răm thì nó sẽ rất là hợp. Phần lá lách thì các bạn sẽ bỏ cái phần mỡ này đi nhé. Cái phần hành thì các bạn sẽ đập dập, sau đó các bạn phi thơm lên cho mình nha. Phi thơm sau đó thì các bạn sẽ xào, các bạn cho luôn một chảo dầu để mình phi luôn. Bây giờ mình sẽ thái thêm một chút rau răm các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình chút rau răm và các bạn thái thành những cái khúc tầm 1 cm như thế này. Rau răm khi mà các bạn nấu cùng với gan nó rất là hợp, mùi rất là thơm. Bây giờ thì các bạn sẽ bật bếp lên và mình phi thơm cái hành này các bạn nhé. Các bạn phi thơm hành, sau đó thì mình sẽ cho gan vào để mình xào. Các bạn cứ phi đến khi hành chúng ta nó thơm và nó chuyển hình sang cái màu hung hung thì chúng ta sẽ cho gan vào để xào các bạn nhé. Thank you.
Cái gan này thì các bạn là không cần phải ướp nhé, mình sẽ nấu luôn ấy. Bởi vì là gan ướp cho nó sẽ hay bị ra nước. Mình nấu luôn như thế này thì nó giữ được cái độ ngọt cho gan. Các bạn cứ đảo đến khi gan chín thì được nha. Khi mà các bạn thấy gan của mình nó gần chín, nó chín được 80% rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nêm gia vị nhé, để khi mà nó chín là mình tắt bếp là vừa thì gan nó sẽ giữ được cái độ ngọt ấy. Các bạn sẽ sử dụng 2 muỗng cà phê sa tế nha. Và các bạn nêm với các cái gia vị thông thường thôi, ví dụ như là 1/2 muỗng muối chanh này. Một muỗng được lên nhé. Một muỗng được ngọt. Sau đó thì các bạn sẽ đảo đều lên khoảng 3-4 phút nữa thì là cái món này của mình nó chín hết. Và nó xâm lại thì là mình sẽ tắt bếp sau. Gan nó săn lại như thế này rồi thì là các bạn sẽ tắt bếp. Nhưng trước khi tắt bếp thì các bạn sẽ cho cái rau răm vào các bạn nha. Các bạn sẽ đảo đều lên để cho cái rau răm một mình chín tới là vừa. Và các bạn sẽ cho thêm một chút hạt tiêu thì cái món gan của mình nó sẽ rất là thơm ấy. Đó, và các bạn đảo thêm cho mình tầm 1 phút nữa thì chúng ta sẽ tắt bếp nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tắt bếp các bạn nhé. Và các bạn sẽ trình bày ra đĩa. Các bạn sẽ trình bày ra cái đĩa cho mình. Đó, vậy là mình đã có một cái món gan xào rất là ngon, gan xào sa tế vừa lạ miệng mà ăn lại rất là ngon, cực kỳ thơm nữa các bạn ạ. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món ăn này cho bữa cơm gia đình nha. Các bạn có thể dùng để ăn sáng hoặc là ăn vào bữa chính của gia đình mình, bởi vì gan nó bổ sung rất là nhiều sắt ấy. Nó tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đó, và mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình.